Thưa quý vị, sau các trường đại học công lập thuộc Đại học Đà Nẵng đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục, ngày hôm nay thêm một trường đại học nữa tại Đà Nẵng được chứng nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục là Đại học Đông Á. Đây là trường đại học ngoài công lập thứ hai trên địa bàn Đà Nẵng đạt tiêu chuẩn này và là một trong các kết quả để Đà Nẵng chính thức trở thành trung tâm giáo dục đại học chất lượng của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Theo kết quả kiểm định của Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam, Đại học Đông Á đạt 51 trên 61 tiêu chí đáp ứng yêu cầu theo bộ tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó nổi bật là chương trình đào tạo theo hướng thực hành, sinh viên thực hành 3 kỳ tại doanh nghiệp, sinh viên được tham gia trau dồi kiến thức với các trường đại học quốc tế. Đặc biệt, tiêu chí được đánh giá cao nhất của Đại học Đông Á là việc nhà trường tìm đầu ra, tìm việc làm cho sinh viên khi ra trường, nhất là việc làm ở các nước như Nhật Bản, Đức và Singapore. Mỗi năm, Đại học Đông Á được đặt hàng khoảng 3.000 việc làm thuộc các ngành công nghệ thông tin, điều dưỡng và nhà hàng khách sạn.